đồng làng và nhân dân vô bờ bến. Tại làng Sen, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Hải đã quyết chí đi tìm đường cứu nước. Trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, người đã đưa quân quyền cách mạng Việt Nam vượt qua phong ba bão táp, giành mọi thắng lợi, cập bến vinh quang để đất nước tự do, nhân dân hạnh phúc. Làng Sen có một người trai chi lớn.
fall.